Tăng cân giả xấu đến tận cùng, Minh Hằng vẫn cư độ Rocker Nguyễn đấy thôi. Trở lại màn ảnh trong năm 2017, Minh Hằng và Rocker Nguyễn sẽ phối hợp với nhau như nào trong dự án Sắc Đẹp Ngàn Cân? Được mua bản quyền tại Việt Nam từ đầu 2016, Sắc Đẹp Ngàn Cân đã chính thức bấm máy vào cuối năm vừa qua với sự tham gia của bộ ba diễn viên Minh Hằng, Jolie Phương Trinh và Rocker Nguyễn. Nếu đã xem 200 Pound Beauty, hẳn khán giả sẽ còn nhớ hình tượng đối lập giữa hai hình tượng. Cô nàng Kim Anju sở hữu giọng hát trời phú nhưng chỉ có thể đứng sau cánh gà cho người khác mượn giọng vì ngoại hình thừa cân. Nhờ phép màu dao kéo, Hana trở thành Jennie mảnh mai quyến rũ và thực hiện được mong muốn đứng trên sân khấu biểu diễn, đồng thời chinh phục được trái tim nhà sản xuất âm nhạc Sangju, người mà cô thầm yêu bấy lâu. Được biết trong phiên bản Việt, Phương Trinh Jolie sẽ thay thế Kim Anju, cô gái gợi cảm quyến rũ nhưng có giọng hát rất dở. Còn Minh Hằng sẽ đảm nhận vai Hà My của Kang Hana, cô gái có thân hình mập ú xấu xí nhưng có giọng hát làm say đắm hàng triệu trái tim. Họ đã có cuộc hoán đổi định mệnh bằng cách để Hà My cất giọng thay cho Jolie và ngược lại. Nhưng điều đặc biệt khiến khán giả chú ý nhất chính là sự kết hợp giữa Minh Hằng và gương mặt mới nổi Rocker Nguyễn. Cả hai dự đoán sẽ tạo nên bộ đôi gây tò mò nhất màn ảnh Việt năm 2017 bởi ngoại hình và tài năng khi kết hợp cùng nhau. Minh Hằng có tài có tâm, nổi tiếng qua vai diễn trong bộ phim Gọi Giấc Mơ Về năm 2005. Đến nay, Minh Hằng đã trở thành một diễn viên được nhiều đạo diễn tin tưởng, quý mến nhờ lòng yêu nghề, lăn xả và không ngại khó khăn. Ở mỗi nhân vật, cô đều có sự đầu tư chăm chút từng ly từng tí như tăng 10kg trong khoảng thời gian ngắn trong Gọi Giấc Mơ Về, cắt tóc ép ngực giảm cân để giả nai trong Vừa Đi Vừa Khóc và lần đầu tiên đóng cảnh nóng bị hiếp dâm trong Bao Giờ Có Yêu Nhau. Và lần này, để hóa thân vào vai Hà My trong Sắc Đẹp Ngàn Cân, Minh Hằng đã cất công sang tận Hàn Quốc để đo và mặc một khối silicone nặng tới 15kg. Trong suốt những ngày quay với thân hình nặng nề, cô đã bị sụt 7kg. Cơ thể lúc nào cũng đau nhức và mệt mỏi vì phải mang vác vật nặng trên người. Chính vì những hy sinh cùng với biểu cảm biến hóa đa dạng, chắc chắn Minh Hằng sẽ không làm khán giả thất vọng về diễn xuất khi bộ phim ra mắt. Bên cạnh đó, ngoài tài năng và tinh thần làm việc không có gì phải bàn cãi, thì Minh Hằng cũng là nữ diễn viên có ngoại hình xinh đẹp để hóa thân thành mỹ nhân sau khi thực hiện một ca đại phẫu. Rocker Nguyễn, nhân tố mới của màn ảnh. Ngược lại với Minh Hằng, một ngôi sao kỳ cựu, dày dặn kinh nghiệm diễn xuất, thì Rocker Nguyễn vai Duy Khang lại là một diễn viên mới lần đầu chạm ngõ điện ảnh. So với Sanju của 200 Pound Beauty, thì Rocker Nguyễn lại có lợi thế về ngoại hình. Nhưng lại quá trẻ so với vai diễn là một người đàn ông thành công, có chỗ đứng trong showbiz. Song có thể việc lựa chọn Rocker Nguyễn vừa là quyết định liều lĩnh của nhà ekip, vừa là ẩn số mà họ đã tính toán kỹ càng. Anh chàng hiện đang là nam ca sĩ trẻ có thời điểm khá thuận lợi và đây được chú ý bởi hình chuẩn mực. Vậy nên, sẽ chẳng có ngạc nhiên gì nếu Rocker Nguyễn được xem là nhân tố thu hút khán giả sắp tới. Trong những năm gần đây, xu hướng làm lại phim Hàn đang ngày càng phát triển tại Việt Nam, nhất là sau kỷ luật phòng vé Em Là Bà Nội Của Anh. Do đó, Sắc Đẹp Ngàn Cân đang được dự đoán sẽ là phép thử thú vị giữa cặp chị em Minh Hằng và Rocker Nguyễn. Mr. Đàm làm bạch mã hoàng tử trong âm nhạc và bước nhảy. Trong mini show của chương trình, Mr. Đàm hóa thân thành bạch mã hoàng tử để thể hiện 4 ca khúc nổi tiếng Tình Có Như Không, Trần Thiện Thanh, Tình Yêu Thầm Kín, Thái Thịnh, Anh Nhớ Em Vô Cùng phiên bản remix của Duy Mạnh và Tan Vỡ của Lê Hữu Minh. Mr. Đàm cháy hết mình với 4 ca khúc độc đáo trong mini show View Anh Sexy Nửa Kính Nửa Hở thể hiện ca khúc Tự Viết Lời. Thanh Duy và Đại Nhân kết đôi ăn ý trong ca khúc của Hàng Rapper, còn Hàng Yến Chi Bi đáng yêu hết cỡ bên Huy Nam là những điểm nổi bật trong âm nhạc và bước nhảy số đầu tiên năm 2017. Mở đầu đêm nhạc, âm nhạc và bước nhảy chủ đề concept, kết nối là phần trình diễn đầy sôi động của Á Quân Sao Nói Ngôi, Hoàng An Kiệt với ca khúc Xa Vời. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, viết riêng cho giọng hát của Hoàng An Kiệt. Bài hát có nhịp điệu sôi động bắt tai và được rất nhiều khán giả yêu thích. Tiếp đó, Gái Một Con View Anh gửi đến khán giả ca khúc nhạc ngoại lời Việt mang tên Hãy Đến Bên Anh. Xuất hiện trên chương trình với bộ váy sexy, nửa kính nửa hở, View Anh khiến cho đêm nhạc bùng cháy bởi những động tác vũ đạo nóng bỏng. Hãy Đến Bên Anh là một ca khúc của Sarika, nữ ca sĩ nổi tiếng người Colombia mà View Anh rất yêu mến.
Cô thường viết lời Việt cho những ca khúc của Shakira để thể hiện và nhận được nhiều sự khen ngợi của khán giả dành cho những bản cover hết sức sáng tạo này. Ta nói nó vui là sản phẩm âm nhạc tiếp tục đánh dấu sự kết hợp ăn ý giữa Hoàng Yến Chi Bi và Huy Nam. Cả hai đã đem ca khúc triệu view này thể hiện trong chương trình Âm nhạc và bước nhảy tháng 1. Với giai điệu vui tươi, bắt tai cùng ca từ dễ nhớ và sáng tạo, bài hát còn khiến khán giả truyền hình thích thú bởi phần vũ đạo ấn tượng của bộ đôi cực kỳ đáng yêu này. Thanh Duy và Đại Nhân là hai người bạn thân thiết hoạt động chung trong một công ty quản lý. Cả hai đều rất được khán giả yêu mến, thường xuất hiện bên nhau trong những sự kiện. Tham gia Âm nhạc và bước nhảy tháng 1, Thanh Duy và Đại Nhân một lần nữa đốn tin fan khi cùng nhau song ca bài hát nhẹ nhàng mà sâu lắng mang tên Tự Mình, Hoàng rapper sáng tác. Cặp đôi đã có một phần trình diễn hết sức ăn ý, hai giọng hát như hòa quyện vào nhau và mang nhiều cảm xúc cho khán giả. Sự xuất hiện của ông Hoàng Nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng có lẽ là phần trình diễn được khán giả mong chờ nhất trong chương trình. Chọn 4 ca khúc nổi tiếng để trình diễn là Tình Có Như Không, Trần Thiện Thanh, Tình Yêu Thầm Kín Thái Thịnh, Anh Nhớ Em Vô Cùng phiên bản remix và Tan Vỡ của Lê Hữu Minh. Mr. Đàm tạo dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả, không chỉ bởi chất giọng khàn mà còn bởi sự dàn dựng công phu, đầy sáng tạo cho từng tiết mục. Mr. Đàm hóa thân thành Bạch Mã Hoàng Tử, nhảy cực sung với ca khúc sôi động Tình Có Như Không, hay ngồi trên chiếc thuyền khủng trình diễn Anh Nhớ Em Vô Cùng đầy cảm xúc. Anh cũng thể hiện sự huyền bí trong giọng hát cũng như phong cách trình diễn với Tình Yêu Thầm Kín. Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của Nguyên Vũ, Cao Thái Sơn, Quách Tuấn Du, Phương Trinh Julie, Tiêu Châu Như Quỳnh, Đinh Hương, Chí Thiện, Hoài Anh Kiệt, Bảo Quân, nhóm Azer và các ca khúc sôi động được đông đảo khán giả yêu thích trong thời gian qua như Điều Quý Giá Hơn, Đừng Khóc Nữa Em, Khói Thuốc Đợi Chờ, Mất Fever, Baby, Chỉ Mong Trái Tim Người, Ta Nói Nói Vui. Âm nhạc và bước nhảy tháng 1 chủ đề Connect kết nối do đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân thực hiện, Quốc Quân biên tập và được dẫn dắt bởi MC Lưu Hà Trinh. Chương trình do VTV9 và Z Studio phối hợp thực hiện. Âm nhạc bước nhảy số tiếp theo sẽ tái ngộ cùng khán giả vào lúc 20 giờ ngày thứ Bảy 4 tháng 3 trên VTV9. Vấn Trương Thế Vinh hẹn hò bạn thân của Harry Won, nhiều hoạt động trên mạng xã hội từ hai nhân vật chính và những người liên quan làm dấy lên nghi vấn tình cảm của Trương Thế Vinh và Hee Sin. Sau đám cưới của Trấn Thành, Harry Won bên cạnh hai nhân vật chính thì họ hàng hai bên cũng có sức hút không hề kém cạnh, đặc biệt là những cô bạn đến từ xứ sở kim chi của Harry Won. Trong số đó, Hee Sin là cái tên được chú ý hơn cả bởi cô nàng sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào vô cùng cuốn hút, không hề kém cạnh các ngôi sao giải trí Hàn Quốc. Sau đám cưới, Hee Sin xuất hiện cùng Trấn Thành, Harry Won trong buổi ra mắt một bộ phim do A Sin thủ vai chính. Đồng hành cùng cô trên thảm đỏ là diễn viên hài Anh Đức. Thân của Trấn Thành, chính vì thế nhiều nghi án cho rằng giữa Hee Sin và Anh Đức đang nảy nở quan hệ tình cảm. Nhiều fan cứng của Trấn Thành, Harry Won cũng ủng hộ nhiệt liệt nếu cặp đôi trên đến với nhau. Tuy nhiên, trên Instagram, Hee Sin đã đăng tải một bức ảnh kèm theo hashtag Just Friend, chỉ là bạn thôi. Trong một bức ảnh đăng tải đồn đoán về mối quan hệ của Anh Đức và Hee Sin, Trấn Thành liền bình luận và gắn thẻ tên của Trương Thế Vinh để nam ca sĩ có thể nhìn thấy. Quan sát hoạt động xã hội của Hee Sin, trên mạng xã hội Facebook, cô nàng chỉ có bạn chung với Harry Won và Trương Thế Vinh. Còn trên Instagram, Hee Sin theo dõi Trấn Thành và Trương Thế Vinh. Như vậy, ngoài hai người bạn thân thì Trương Thế Vinh là gương mặt thân quen của showbiz xuất hiện trong danh sách bạn bè của cô gái này. Mới đây, cô nàng cũng đăng tải một bức ảnh họp bạn bè có mặt Trương Thế Vinh, cả hai khá thân thiết tình cảm với nhau. Những điều này càng khiến khán giả hoài nghi nam ca sĩ tình yêu hoa gió và bạn thân của Harry Won đang hẹn hò với nhau. Tuy nhiên, thực hư của câu chuyện này chỉ có người trong cuộc biết rõ. Chúng tôi sẽ sớm liên lạc với Trương Thế Vinh để xác thực thông tin đang được đồn đoán này.